luôn xin gửi lời chân thành nhất đến tất cả quý vị có mặt tại video này. Và tôi nghe thấy là khán giả của Tôn và là Tôn những khán giả mà dễ thương nhất. Không có gì hạnh phúc bằng khi mà đứng trên sân khấu mà với lại đôi khán giả như vậy đến để ủng hộ cho đoàn viên. Và bài đầu tiên Tôn xin gửi đến quý vị đó là tác phẩm mà Tôn nhớ mãi không bao giờ quên. Là một cái bài mà thân khác với lại Lisa, tôi nghĩ là rất đẹp cũng. Hãy cô nàng sáng tác của tôi đi. Yeah.